Lần đầu tiên gặp bác thì tôi thốt ra một câu: thế là người đã về. Sau này cái tứ này nó được thể hiện trong cái ca khúc của Văn Cao đấy. Người về đem tới ngày vui, có thể là cái sung sướng vô cùng và tin yêu vô cùng. Cho nên nói chung lúc bây giờ là chúng tôi cũng chưa hiểu đảng mấy đâu, nhưng mà tin bác, tin ở Nguyễn Ái Quốc. Thế còn một kinh nghiệm nữa là phải chỉ cho thanh niên mục tiêu của đảng. Thế thì đối chúng tôi là thế hệ của lời thề độc lập, lần đầu tiên tôi được giác ngộ về mục tiêu của đảng, đó là lời thề độc lập. Thế bây giờ có nhiều người hỏi là có bao nhiêu lời thề, 70 năm rồi thì tôi không nhớ hết, nhưng mà có cái ý chính thôi. Một là ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh, thề. Hai là bảo vệ nền độc lập mới giành được, thề. Và thứ ba, khi người Pháp trở lại thì không đi lính cho Pháp, không bán hàng cho Pháp, vân vân. Thế thì khi tôi giơ tay thề thì nước mắt trào ra. Là vì sao? Là vì trước đó mình là người dân của một cái nước nô lệ, thế mà hôm nay đã là người dân của một nước độc lập, thì cái điều đó là niềm sung sướng vô cùng. Và cũng là lần đầu tiên tôi tiếp nhận cái mục tiêu lúc bây giờ là bảo vệ nền độc lập mới giành được. Và thế hệ chúng tôi tự hào là thế hệ của lời thề độc lập, và mang cái lời thề ở trong trái tim mình đi suốt hai cuộc kháng chiến 30 năm, 10.000 ngày, cho tới ngày 30 tháng 4 thì hoàn thành lời thề độc lập. Cho nên là tôi còn nhớ hôm 30 tháng 4, sau khi cái xe tăng 390 nó húc đổ cái cánh cổng ấy, thì một thời gian ngắn thì tôi, anh Hữu An là tư lệnh quân đoàn, và anh Lê Chính ủy là anh Lê Linh, ba chúng tôi bước vào thềm dinh độc lập. Thì tự nhiên lại nước mắt lại trào ra. Vui sao nước mắt lại trào là như thế mà. Thế thì anh Lê Linh ôm lấy tôi bảo: hoàn thành lời thề độc lập. Đấy là cái thế hệ này đã làm trọn vẹn cái nhiệm vụ của cái giai đoạn lịch sử ấy. Bây giờ đối thế hệ hiện nay là thế hệ của thời đổi mới, thế hệ của thời hội nhập. Thì tôi xin chúc một câu là nếu thế hệ chúng tôi cùng với toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã rửa cái nhục mất nước, thì thế hệ ngày nay phải rửa cái nhục nghèo nàn và lạc hậu để có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Và tôi tin một cựu chiến binh đã trải qua một cái thời kỳ của lời thề độc lập thì tin rằng thế hệ của thời đổi mới sẽ hoàn thành nhiệm vụ của lịch sử trao cho. Tin rằng thế hệ thanh niên của ta là tiếp thu cái truyền thống của dân tộc. Mà dân tộc Việt Nam thì có một cái nền văn hóa mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước. Chính vì có cái sức mạnh ấy cho nên 1.000 năm Bắc thuộc không bị đồng hóa. 1.000 năm độc lập thì hết đánh Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thì đến thời kỳ đảng lãnh đạo thì phát huy cái lòng yêu nước ấy. Vì đó là truyền thống của dân tộc, đó là nền văn hóa của dân tộc. Bản chất cái dân tộc này có một nền văn hóa, đó là lòng yêu nước. Hạt nhân của lòng văn hóa ấy là lòng yêu nước. Thế nên